Decor góc tiểu cảnh Halloween bí ngô vừa xinh vừa kinh. Ok, vào việc. Đầu tiên dăng sẵn tấm vải mùng màu đen kích thước 2m x 2,5m. Sử dụng hai thùng gỗ pallet 60 x 40 x 40cm. Trải một tấm vải mùng đen và một chiếc bao bố để làm khăn chải bàn. Tiếp theo treo một tấm foam tròn hình ông trăng chữ Happy Halloween. Một cây bảng mũi tên chỉ đường cao 1m2 với những dòng chữ đặc trưng của lễ hội. Mặt trăng tròn tấm treo có đường kính là 60cm. Tiếp tục dùng những cành lá phong có màu sắc giống như là lá khô đặc trưng của mùa thu. Cành lá phong này có nhiều màu khác nhau, đậm, nhạt, xen kẽ. Mỗi cành có chiều dài là 70cm. Ở đây Tâm sử dụng 5 cành là vừa đủ và nên phối hai màu gần tương đồng nhau nha. Và điểm nhấn chính của chủ đề concept này chính là những trái bí ngô y như thật. Ưu điểm của những trái bí ngô này là nhìn rất là giống thật. Chính vì vậy nó cũng có giá thành hơi cao nha. Để giảm bớt chi phí và tăng độ ma mị thì nên xen kẽ những trái bí ngô bằng nhựa có mắt mũi miệng tạo hình ma quái. Nếu có thời gian thì dùng dao rọc giấy cắt bỏ những phần mắt mũi miệng đó, mở nắp và cho dây đèn led vào bên trong. Ánh đèn lập lòe sẽ rất là thu hút về ban đêm. Tâm tiếp tục sử dụng những chiếc đôn gỗ để kê trái bí cao thấp. Làm như vậy tiểu cảnh sẽ có chiều sâu hơn. Rải một số con bọ cạp, con nhện cao su xen kẽ vào vị trí của những trái bí ngô. Mình cứ đặt ở vị trí nào mà cảm giác nó thích hợp là được. Trong những lùm lá cây thì không thể thiếu những con rắn được rồi. Nên đặt ở những vị trí mà khách có thể tò mò và với tay tới. Như vậy mới có trò vui. Và tiếp theo, ulala hai con ma. Tâm sẽ treo một con ở bên trái và một con ở bên phải, chỉnh chỉnh sao cho nó đẹp. Và cuối cùng là một bầy dơi bay từ dưới lên trên và xuyên qua vầng trăng. Đúng ra là còn một dây băng gạc máu và một bộ xương người ngồi ở giữa ngay trước tiểu cảnh bí ngô. Nhưng vì bộ xương người năm nay đã hết hàng rồi và hàng đang trên về chưa kịp nên Tâm đành set tạm như thế này để mọi người cùng tham khảo nha. Nếu thấy thích ý tưởng này thì thử trang trí xem sao nhé. Tất cả sản phẩm decor được cung cấp bởi Tâm Shopee Thế Giới Decor. Đừng quên bấm like video và bấm theo dõi kênh để cùng đón những video decor mới nhất từ Tâm nha. Happy Halloween!